Rồi, chào anh em. Mày tiếp tục lại lên cho anh em một cái vít M12, vít dầu ha. Mã con này đó là 2551-22. Một set này thì nó sẽ gồm có hai viên pin 2, một thang máy, một sạc và một cái túi xách. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra cho anh em xem. Hàng Mỹ về nha anh em. Bộ set này thì nó nằm trong một cái túi hình chữ nhật, rất là đẹp luôn, cực kỳ dễ thương luôn. Đó, anh em thấy đẹp không? Được đóng ở trong một cái túi. Đây. Túi này là túi theo set của nó thì nó sẽ được có những cái dây nó ràng lại. Đó, pin thì nó ràng theo pin. Máy nó cũng được ràng lại để khi mà anh em di chuyển hoặc là anh em nó gia cố lại để cho nó chắc chắn, không có bị sợ sụt sạo xịt ha. Sạc này là sạc 110 nha, nhưng mà mình sẽ hỗ trợ cho anh em lên 220 nếu mà anh em lấy máy pin sạc. Đó, ưu điểm của dòng máy vận vít này thì nó sẽ êm hơn. Đó, anh em thấy không, mượt không? Đó, quá trời êm luôn. Búa này là búa thủy lực, anh em hay gọi là búa dầu, thì nó cũng có cấp lực, cấp số. Đó, đây là cấp số 123 và cấp auto ha. Đó, lực của nó thì nó sẽ yếu hơn búa cơ, nhưng mà được có cái những anh em nào mà làm về chuyên về nội thất á, anh em chuyên về làm gỗ á, thì anh em sẽ sử dụng cái con này khá là hiệu quả ha. Lực nó không phải là quá mạnh và nó đánh rất là êm. Khi anh em mà sử dụng bắn vít á, thì tình trạng mà tè đầu á, với con này á, với con búa cơ á, thì con này nó sẽ ít khi mà bị tè đầu ha, nó giữ được cái đầu vít của anh em chuẩn hơn. Rồi, anh em nào quan tâm thì anh em liên hệ nha.